Xin chào quý anh chị khách hàng. Hôm nay thì em đang ở phòng sau full, một cái khu vực mà sau khi sơn những cái sản phẩm sofa hay là các sản phẩm nội thất của em ấy, thì mình sẽ đưa vào một cái không gian được quây kín như thế này để đảm bảo rằng là nó sẽ không có bụi, không có bất cứ một cái vật thể lớn nào có thể tác động được đến cái bề mặt sơn trước khi nó khô cả. Thì hôm nay em sẽ bàn giao một cái bộ sofa gỗ sồi Mỹ đi rất xa, đi tới tận Tiền Giang. Và mọi người đều biết rằng là khoảng cách từ Hà Nội tới tận Tiền Giang thì ở thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đó, thì nó rất là xa, nó lên tới gần 2.000 km liền. Và tại sao khách hàng của em lại tin tưởng để đặt một cái bộ sofa mặc dù là nó rất là vừa, rất là gọn, rất là đơn giản như thế này thôi, nhưng mà lại đặt niềm tin dành cho em Kiên lớn đến như vậy, thì hãy cùng em khảo sát qua một chút về cái chất lượng sofa mà em thực hiện thi công. Và xin phép được báo giá với mọi người ở cuối video giống như thông lệ để mọi người có thêm thông tin tham khảo nhé. Đầu tiên thì bộ sofa này được làm từ gỗ sồi Mỹ. Và mọi người đều biết rằng là gỗ sồi Mỹ là một cái dòng gỗ mà có một cái tiêu chuẩn xử lý nguyên kiện từ nước ngoài giống như là gỗ óc chó vậy. Vì vậy nên là khi mà tạo ra những cái sản phẩm nội thất như thế này thì nó rất là đẹp. Và đặc biệt là nó sẽ rất là ổn định và cực kỳ bền theo thời gian. Tiếp theo thì cái màu sơn mà mình sơn lên cái bộ sofa này đó là sơn in chem màu của gỗ óc chó. Như mọi người có thể thấy là màu nâu trầm, rất là tự nhiên. Và cái hệ vân của gỗ sồi Mỹ thì rất đẹp. Đây, mọi người có thể thấy này, vân sồi này, đó, vân ở bên này. Đó, mọi người có thể thấy là vân của gỗ sồi đẹp không kém gì gỗ óc chó đúng không? Tiếp theo là vân của mặt táp này. Đó, vân của mặt táp ngăn kéo, rất rất là đẹp. Tựa lưng cũng vậy, được sử dụng được những cái tấm gỗ có nhiều vân. Cũng không hẳn đâu, tại vì là vân của gỗ sồi Mỹ thì thường là nó đẹp như thế này. Gần như tấm gỗ nào nó cũng có vân đẹp như thế này. Đó, đó là ưu điểm, một trong những ưu điểm rất là lớn của gỗ sồi Mỹ. Tiếp theo thì bộ này sẽ bao gồm có 5 món tiêu biểu như mọi người đang xem ở trên màn hình. Một cái cặp đôn, đôn ngồi để cung cấp cho mọi người mỗi cái chiếc đôn một chỗ ngồi. Và đặc biệt là với cái chỗ ngồi này ấy, thì nó có một cái vị trí rất là tiết kiệm diện tích ở trong không gian. Và nó sẽ là một cái lợi thế rất lớn dành cho bác nào đang có một không gian phòng khách nhỏ nhỏ xinh xinh vừa phải. Và đặc biệt là muốn tối ưu các cái diện tích khác ở xung quanh với những cái mục đích khác nhau khi mà sinh hoạt ở trong gia đình, thì hai cái chiếc đôn này sẽ là một trong những cái lựa chọn cực kỳ sáng giá đây này. Tiếp theo, đối diện hai cái chiếc đôn này thì mọi người sẽ có thêm một cái văng. Đó, văng này sẽ được bố trí hai đệm ngồi. Đó, văng này bố trí hai đệm ngồi, thế nên là ngồi rất thoải mái mọi người nhé. Với cái tư thế ngồi vào một cái vị trí ngồi rất là vừa phải như thế này thì mọi người có thể ngồi hai hoặc thậm chí là ba người trên cái văng này, rất là thoải mái. Và văng này anh khách hàng đặt em ấy thì là sẽ có thêm một cái táp ngăn kéo với cái ngăn kéo rất là chất lượng ở ngay bên dưới đây. Đó, và mọi người đều biết rằng là dây ngăn kéo của em thì đều được sử dụng những cái hệ phụ kiện như là dây ngăn kéo này, rất là chất lượng. Đó, nó chất lượng, nó sẽ đem đến một cái quá trình sử dụng nó nhẹ nhàng, êm ái và nó sẽ đem đến một cái độ bền cao hơn. Nó cũng đòi hỏi một cái mức độ gia công tỉ mỉ kỹ càng hơn, đem đến cái giá trị sản phẩm nó cao cấp hơn một chút. Tiếp theo thì mọi người sẽ có thêm một cái phần văng lớn nhất, chiều dài lên tới là 2,5 m và có hai bệ tì tay hai bên, bố trí ba đệm ngồi. Đó, ba đệm ngồi này thì với cái văng này thì mọi người ngồi 4 người vô tư nhé, ngồi 4 người, một người nữa ngồi ở đây thì mới chỉ hết nửa cái văng thôi. Rất là thoải mái để bố trí nhiều chỗ ngồi ở trên cái văng này. Phải nói là anh khách hàng của em rất là tinh tế khi mà anh sử dụng những cái phần văng với những cái thiết kế rất là cẩn thận và tỉ mỉ để đảm bảo cái công năng sử dụng hàng ngày dành cho gia đình mình làm sao tối ưu nhất. Với những cái văng này thì mọi người có thể ngồi tối đa là 4 chỗ này cộng với 3 chỗ này là 7 chỗ rồi, cộng với 2 chỗ là 9 chỗ ngồi. 9 chỗ ngồi mọi người tưởng tượng rằng nó nhiều thôi, nhưng mà khi mà có khách ở trong gia đình ấy, thì mọi người sẽ thấy được cái lợi ích rất lớn của việc bộ sofa ngồi được nhiều người. Có thể hàng ngày gia đình sinh hoạt sử dụng thì chỉ có 3, 4 cho đến 5 chỗ ngồi thôi. Thế nhưng mà khi mà mình tiếp khách ấy, thì mình sẽ thấy những cái chỗ ngồi tăng thêm như thế nó rất là giá trị. Rồi, có thêm một cái phần bàn trà được đặt ở trung tâm. Cái bàn trà này ấy, thì chiều dài là 1,2 m. Đó, mọi người có thể thấy là bàn trà mặc dù nhỏ nhắn thôi nhưng vẫn được bố trí hai ngăn kéo ở trong này. Hai ngăn kéo này thì nhỏ nhỏ xinh xinh như vậy thôi, nhưng mà để được vô số những cái đồ dùng nhỏ nhỏ như là điều khiển điều hòa, mic karaoke hay là rất là nhiều những cái vật dụng nhỏ nhỏ khác mà mình có thể trang bị vào cái hộc kín này, giúp cho không gian phòng khách trở nên gọn gàng. Phần mặt ở bên trên này em Kiên sẽ trang bị một cái tấm kính nữa, và anh khách có yêu cầu là
một cái mẫu kính nó đặt âm xuống bên phía bên dưới này. Bên dưới mình vẫn sẽ có gỗ nhé mọi người nhé, vẫn sẽ có gỗ ở phía bên dưới này để đỡ cho cái phần kính. Đó là toàn bộ những gì mà em xin phép chia sẻ với mọi người với một cái bộ sofa gỗ sồi Mỹ nhập khẩu. Mọi người sẽ bố trí bộ sofa này ở trong một cái không gian phòng khách có cái diện tích dưới 20m2 nhé. Mọi người có không gian nhỏ là có thể bố trí được bộ này rồi, với rất nhiều chỗ ngồi như em vừa chia sẻ. Và xin phép báo với mọi người một cái ngân sách để mọi người trang bị cái bộ sofa này ở trong gia đình là đi kèm với da bò tự nhiên nhập Ý thì mọi người sẽ cần phải dự chi ngân sách, đó là 65 triệu đồng dành cho cái bộ sofa gỗ sồi Mỹ đỏ nguyên kiện nhập khẩu kết hợp với rất là nhiều những cái hệ phụ kiện cao cấp và da bò Ý nữa. Mọi thông tin chi tiết mọi người xin vui lòng liên hệ với đội ngũ tư vấn để có thể nhận về những cái thông tin tham khảo đầy giá trị. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều.